Và bài hát này Ethan cũng xin làm thành một liên khúc. Thứ nhất sẽ là Tình Khúc Mùa Thu. Bài Tình Khúc Mùa Thu, ông có tâm sự với Ethan rằng trong cuộc đời của ông có hai người đàn bà mà ông yêu vô cùng. Thường thường là chúng ta nghe nói hai người mà một người đàn ông mà yêu hai người như thế thì là hai người đàn bà đó sẽ như thế nào đây? Thường thường là không ai chịu chia sẻ cái tình cảm đó cả. Thế nhưng ông bảo rằng hai người này là cả một cuộc đời của ông và họ yêu nhau giống như là ông yêu họ. Thành ra Ethan xin giới thiệu với quý vị Tình Khúc Mùa Thu là bài hát nhạc sĩ bác sĩ Phạm Anh Dũng đã viết tặng cho người vợ yêu quý của mình. Và bài hát thứ hai, Mẹ Dù Con Cho Người Mẹ Duy Nhất Trong Cuộc Đời Của Ông. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Cảm ơn quý vị.